Chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 9 sách cũ. Và hôm nay chúng ta vào bài số 3, Unit 3. Bài số 3 của chúng ta, A Trip to the Countryside, một chuyến đi về miền quê. Getting started, work with a partner, look at the pictures and take turns to talk about activity in the countryside. Tức là chúng ta nhìn ở trong cái bức tranh này và chúng ta nói về những cái hoạt động ở trong miền quê. Mô hình số 1 của chúng ta, a woman is watering vegetables. Một người phụ nữ đang tưới rau. A woman is watering vegetables. Number 2, some boys are swimming in the river or in a pond or a lake. Number 3, a woman is collecting eggs. Number 4 here. Some women are harvesting the rice. Some women are harvesting the rice, có nghĩa là gì? Một vài phụ nữ đang gặt lúa. Number 5, a man is feeding a pig. Một người đàn ông đang cho heo ăn. Number 6, a man is plowing the field. Một người đàn ông đang cày ruộng. Number 7, a boy is flying a kite. He is riding a buffalo. A boy is flying a kite. He is riding a buffalo. And number 8, picture A, some boys are playing football. Some boys are playing football. Okay. Exercise to listen and repeat. Listen and read. On Sunday, Ba invited Liz to join his family on a day trip to his home village, about 60 kilometers to the north of Hanoi. The village lies near the foot of a mountain and by a river. Many people go there on weekends to have a rest after a hard working week. Vào ngày chủ nhật, ba đã mời, cái từ invite này là mời, invited là quá khứ của invite, đã mời Liz tham gia, cái từ join là tham gia cùng với gia đình của anh ấy một chuyến đi. Trip là một chuyến đi một ngày, a day trip, về quê của anh ấy nhé, home village, his home village, quê nhà. About 60 km, cách 60 cây số về phía bắc của Hà Nội. Ngôi làng lie là nằm gần the foot of a mountain. The foot of a mountain là chân núi, nằm dưới chân núi, and by a river, và bên cạnh một dòng sông, Many people go there, có rất nhiều người đi tới đó, on weekends, vào ngày cuối tuần, và những ngày cuối tuần, để mà nghỉ ngơi, have a rest, là nghỉ ngơi, thư giãn, đó, nghỉ ngơi, after a hard working week, sau một tuần làm việc chăm chỉ, rồi sang hình bên trong bên ấy, the journey là chuyến đi. The journey to the village is very interesting. Chuyến đi tới ngôi làng rất là thú vị. Many people have the chance là danh từ cơ hội, to travel between the green paddy field, có cơ hội đi giữa những cái cánh đồng lúa xanh, and cross là băng qua một rừng tre nhỏ, a small bamboo forest, bamboo forest, before they reach là chạm tới với đến, okay, a big old banyan tree, banyan tree at the entrance, entrance to the village, okay. Trước khi họ đi tới một cái cây đa già, một cái cổ thụ già tại cổng ngôi làng. Liz met Bra's family at his house early in the morning. Liz đã gặp, cái từ met là quá khứ của meet, đã gặp gia đình của ba ở nhà của anh ấy vào sáng sớm. And after 2 hours traveling by bus, và sau 2 tiếng đồng hồ đi bằng xe buýt, they reached the big old tree. Họ đi tới cái cây già cổ thụ. Everyone felt tired and hungry. Mọi người đều mệt mỏi và đói. So they sat down under the tree and had a snack. Bữa ăn nhẹ. Snack là bữa ăn nhẹ. Họ ngồi xuống gốc cây và ăn một bữa ăn nhẹ. After the meal, they started to walk into the village for about 30 minutes to visit Bar's uncle.
Sau bữa ăn thì họ bắt đầu đi bộ tới ngôi làng khoảng 30 phút, 30 phút để đi thăm chú của ba. Then they walk up to the mountain to visit the shrine. Họ đi tới đỉnh núi, họ đi lên núi để thăm một cái đền, đền này, đền thờ. Vietnamese hero, anh hùng. And enjoy the fresh air there, và thưởng thức và hít thở không khí trong lành đó. In the afternoon, they went boating in the river. Họ đi thuyền ở trên sông, went boating, and had a picnic, và đi dã ngoại on the river bank, ở bên bờ sông, river bank, bờ sông. Before going home late in the evening, trước khi về nhà vào buổi tối. It was an enjoyable day. Nó là một ngày rất là thú vị. Liz took a lot of photos to show. So là chỉ ra, chụp rất nhiều hình để chỉ ra the trip, chuyến đi với her parents, với bố mẹ cô ấy. I wish I could visit your village again someday, Liz told ba. Tôi ước tôi có thể đi thăm ngôi làng của bạn một lần nữa vào một ngày nào đó, Liz nói với ba. You will always be welcome here, Liz. Bạn luôn luôn được chào đón đây. Ba phản hồi. Ba replied. A tour from. Ba và gia đình của nó có một chuyến đi 2 ngày tới quê nhà của nó, là sai, có một ngày thôi. Có nhiều người thích đến đó vào ngày cuối tuần của họ, là đúng. Rồi có một cái rừng tre nhỏ ở cổng vào ngôi làng là sai, phải là một cái đa già. Ok. Liz có một bữa ăn nhẹ ở nhà chú của ba là sai, ở dưới gốc cây. Có một cái đền của có một ngôi đền trên núi gần ngôi làng của ba là đúng nè. Mọi người có một chuyến picnic ở trên núi là sai, ở bên ở trên sông River Bank, bên bờ sông. Mọi người cảm thấy ngôi làng như thế nào? Mọi người đã rời ngôi làng trễ vào buổi tối là đúng này. Liz đã chụp rất nhiều, đã quay video để mà chỉ ra chuyến đi cho bố mẹ của Lisa, phải là chụp hình, took a lot of photo. Liz muốn đi tên đó lại nữa. Đúng, dạ. Chúng ta tiếp tục với bài số 3. Ok, bài số 3 đang làm dở dang. Qua phần B là cái phần trả lời các câu hỏi. Ok. Rồi, lúc nãy chúng ta làm dở bài số 9 đúng không? Liz muốn đi tới đó nữa. Thì câu này là đúng, bởi vì trên đây chúng ta này, tôi ước tôi có thể tới thăm ngôi làng của bạn vào một ngày nào đó. Thì câu này phải đúng nha. Vậy là câu 1 là sai, câu 2 đúng, câu 3 sai, câu 4 sai, câu 5 đúng, câu 6 sai, câu 7 đúng, câu 8 sai và câu 9 thì đúng. Rồi sang trả lời câu hỏi, câu số 1, where is ba village, là ngôi làng của ba ở đâu? Thì chúng ta coi này, ngôi làng của ba cách khoảng 60 cây số về phía bắc của Hà Nội, chúng ta tìm nó ở đây. Nó ở đây. Ok, đây. Cách khoảng 60 cây số về phía bắc của Hà Nội. Vậy thì chúng ta ghi như thế này. Ba village is about 60 km from the north of Hà Nội. Câu số 2, how là hỏi phương tiện. Ba và gia đình của anh ấy đã đi tới ngôi làng bằng phương tiện gì, bằng xe gì, thì chúng ta đọc là xe buýt, là by bus, nhé, là ngắn gọn nhé. Câu số 3, where is the banyan tree, là cây đa ở đâu? Nó ở cổng của ngôi làng. It is at the entrance to the village. Okay. It is at the entrance to the village. Câu số 4, họ đã nhìn thấy cái gì trên núi? Họ đã nhìn thấy một cái đền thờ của một anh hùng trẻ tuổi Việt Nam. They saw a shrine of young Vietnamese hero. Câu số 5, bọn họ đã có chuyến picnic ở đâu? Where did they have their picnic? Họ đã có chuyến picnic ở riverbank, ở sông, bên bờ sông. Câu số 6, Liz đã làm cái gì để chỉ chuyến đi cho bố mẹ của nó, của cô ấy? Ở đây là Liz đã chụp rất là nhiều hình. Liz took a lot of photos to show the trip to her parents. Câu số 7, Liz ước cái gì? Liz đã ước cái gì? Liz ước rằng cô ấy có thể đi thăm ngôi làng của ba nữa vào một ngày nào đó. She wishes she could visit ba village again someday. Đây là cái bài Listen and Read trang 21, trang 22, 23. Ok. Rồi chúng ta qua luôn cái phần phần bên này, phần speak này, làm việc với bạn của bạn này. Hãy đọc câu hỏi, sau đó thì hãy đóng vai A và B, và hãy hỏi và trả lời về nhà, quê nhà của bạn. Bạn đã sử dụng thông tin trong cái hộp dưới đây. Bây giờ bạn A, bạn B đóng vai đó, bạn A này, cách 30 cây số,
về phía nam của thành phố này, bạn B là phía bắc của thành phố này, bạn này á, thì quê là cách 30 cây số này, bạn B 15 cây số này, bạn này đi bằng xe buýt, bạn này đi bằng xe máy, bạn này 1 tiếng đồng hồ, bạn này 50 phút. Ở đây thì có trồng lúa và trồng rau, còn đây thì trồng lúa và nuôi gia súc. Ở đây thì có một dòng sông chảy ngang qua ngôi làng, còn đây không có sông nhưng có một cái hồ rất lớn. Đó là thông tin về ngôi làng của bạn A và bạn B. Và chúng ta coi hai bạn đóng vai với nhau. Where is your home village? Where is your home village? Là quê của bạn ở đâu, làng của bạn ở đâu? Thì trả lời là is cộng với cái gợi ý dưới đây, cái hộp đây. Câu số 2, how far is it, là bao xa. Câu số 3, how can you get there, là đi bằng xe gì. How long does it take to get there, là bạn đi bằng cái gì tới đó. Câu số 5 là what do people do for a living in your village, mọi người làm gì để kiếm sống trong ngôi làng của bạn. Câu số 6 là ngôi làng của bạn có một dòng sông phải không, thì đối bạn A là có, bạn B thì không có. Rồi bài này bỏ qua, chúng ta qua bài listen. Bài listen thì chúng ta có đáp án đấy rồi. Ok. Rồi chúng ta có số 1 tức là nghe, và chúng ta điền những cái thông tin, những cái địa điểm từ 1 tới 9 vào A, B, C, D, E, F, G này, G, H này. Ok. Look at the map, nhìn vào bản đồ, sau đó nghe về chuyến đi của chuyến đi tới ngôi làng của ba. Hãy nối những cái nơi ở đây với những cái chữ cái trên bản đồ và bắt đầu từ cái chỗ này. Chỗ mũi tên là bắt đầu. Đâu bắt đầu từ chỗ đâu ha? Star S. Bắt đầu đâu vậy trời? Rồi chúng ta gọi đây, bắt đầu đây. Rồi này, số 1 airport, sân bay. Gas station là nhà ga xe lửa. Pung là cái hồ ao. Highway number one, đường quốc lộ 1. Banyan tree là cây đa. Store là cửa hàng. Bamboo forest là rừng tre. Dragon bridge là cầu rồng. Số 9 parking lot là bãi đỗ xe. Bây giờ chúng ta có bài nghe và chúng ta điền như thế này. C A là Banyan tree. Ok. B là airport. Rồi C là highway number one. D là the dragon bridge. E là gas station. F là store. G là pung. Và H là bamboo forest. E là parking lot, bãi đậu xe. Đây, đây là đáp án. Chúng ta xuống cái bài trích luôn. Chạy nhanh qua bài này. Vân, một học sinh từ thành phố Hồ Chí Minh, là một sinh viên trao đổi ở Mỹ. Bây giờ exchange student là từ mới này, exchange student tức là sinh viên trao đổi với một cái chương trình trao đổi học sinh đó với nước khác đó. Exchange student. He is now living with the Parker family on a farm 100 km outside Columbus, Ohio. He will stay there till the beginning of October. Vân là một học sinh từ thành phố Hồ Chí Minh, là một sinh viên trao đổi ở Mỹ. Anh ấy bây giờ đang sống với gia đình nhà Parker trên một nông trại cách 100 cây số bên ngoài Columbus, bang Ohio. Anh ta sẽ ở đó cho tới đầu tháng 10, tháng mấy? October tháng 10, đầu tháng 10. Ok, đọc lại. Vân, a student from Ho Chi Minh City, is an exchange student in the USA. He is now living with the Parker family on a farm 100 km outside Columbus, Ohio. He will stay there till the beginning of October. Rồi sang cái đoạn thứ hai đó là Mr. Parker grows maize on his farm while Mrs. Parker works part-time at a grocery store in a nearby town. They have two children. Peter is a son, a husband, and Sam is still in primary school. Ông Parker trồng ngô, bắp ngô trong nông trại. Nhà maize nó bằng coin đó, corn, popcorn đó. Popcorn là bỗng ngô. Why Mrs. Parker work part time, tức là trong khi bà Parker làm việc bán thời gian ở một cửa hàng tạp hóa gần ở thị trấn gần đấy. They have two children, họ có hai đứa con, Peter cùng tuổi với Vân và Sam. Văn thì đúng hơn. Peter cùng tuổi với Văn và Sam thì vẫn còn học tiểu học. Xin Văn advice, he has been learning a lot about life on a farm. Khi Văn đến thì anh ta đã học được rất nhiều thứ về cuộc sống trên nông trại. In the afternoon, as soon as he completes his homework, vào buổi chiều khi anh ta hoàn thành bài tập về nhà, he feeds the chicken, anh ấy cho gà ăn, feed the chicken là cho gà ăn, and collect their egg, và đi thu gom trứng, đi lấy trứng. On weekends, vào ngày cuối tuần, if Mr. Parker is busy, nếu mà ông Parker bận rộn, the three boy, ba cậu bé, help him on the farm, giúp ông ấy trên nông trại.
On Saturday afternoons, Peter played by a baseball. The Parker family and Van eat hamburger or hot dog while they watch Peter play. Và các buổi chiều thứ bảy thì Peter chơi bóng chày. Gia đình nhà Parker và Van ăn hamburger hoặc là hot dog trong khi xem Peter chơi. The Parker are nice, so Van feel like a member of their family. Gia đình nhà Parker rất là tốt bụng, vì thế Van cảm thấy như là một giống như một thành viên trong gia đình của họ. Ok, hết rồi, chúng ta qua bài này. Cái bài nối maize là ngô. Ngô thì nó bằng với bắp ngô, corn. Feed là cho ăn, đó là give food to eat, cho đồ ăn để ăn. Grocery store là cửa hàng, nơi mà mọi người mua đồ ăn và những cái thứ lặt vặt. Cửa hàng tạp hóa, cửa hàng gọi là cửa hàng thực phẩm. Part time là bán thời gian, những cái thời gian mà ít hơn, ngắn hơn tiêu chuẩn, gọi là bán thời gian. Collect là thu gom, bring things together. Rồi, ok, qua đoạn B chúng ta hoàn thành cái đoạn văn dưới đây. Một cậu bé người Việt Nam, a Vietnamese boy named Van, is living with the Parker family in the American state of Ohio. Gia đình tức là một cậu bé người Việt Nam, đây là Van, đang sống với gia đình nhà Parker ở bang Ohio của nước Mỹ. Ông Parker là một nông dân và bà Parker đang làm việc ở một thị trấn gần đấy, E. Working. Họ có hai đứa con, Peter và Sam. Văn thường làm việc nhà sau giờ học. Thỉnh thoảng thì anh ấy còn giúp trên nông trại. Gia đình thư giãn vào các buổi chiều thứ bảy và xem Peter chơi bóng chày. Văn thích nhà Parker và anh ấy thích trở thành, thích là một thành viên, được xem là một thành viên của gia đình của họ. Ok, số 1, Ohio. Số 2, Farmer. Số 3, E. Working. Số 4, Peter. Số 5 là Sam. Số 6 là After. Số 7 là Farm. Số 8 là What. Số 9 là Baseball. Số 10 là Member. Rồi chúng ta qua cái bài Write, là cái bài viết. Look at the picture. Chúng ta nhìn vào hình và thông tin người ta cho. Sau đó thì viết một đoạn văn nói về chuyến picnic ở miền quê. Giống như này. Nó là một ngày đẹp trời. Bây giờ chúng ta viết như thế này. Rồi chúng ta viết này. It's a beautiful day. My friend and I decided to go for a picnic. We took a bird to the countryside. We walked 20 minutes to the picnic site by the river. Okay. It's a beautiful day. Viết này. It was a beautiful day. My friend and I, a beautiful day. Vậy nè, my friend là bạn bè của tôi, and I và tôi, bạn bè của tôi và tôi đã quyết định decided to go for a picnic, quyết định đi dã ngoại. Chúng tôi đã bắt một chiếc xe buýt. We took a bus to the countryside. Đi về miền quê. Rồi, chấm này. We walk thêm ed vào. 20 minutes, đi bộ 20 phút. To the picnic site. Địa điểm cắm trại, by the river, bên bờ sông. Đó. Rồi qua cái khúc bên này. We put down the blanket on the ground and lay out the food on it. Chúng tôi trải xuống một cái thảm lên trên đất, một tấm thảm lên trên đất và dọn đồ ăn lên trên đó. Đó. Tiếp theo. After meal we play games. Sau bữa ăn chúng tôi chơi trò chơi và hát bài hát What song is it? Hát cái bài hát What song is it? Và chơi Blind Man Blood and play the Blind Man Blood. Later in the afternoon, vào buổi chiều, we went fishing in the river. Chúng tôi đã đi câu cá bên bờ sông. We enjoy the picnic very much. Chúng tôi rất là thích chuyến picnic. Rồi, looked at the time, khi mà chúng tôi nhìn đồng hồ,
It was nearly 6:30 p.m. Đã gần 6 giờ rưỡi rồi. We hurriedly gathered things. Chúng tôi vội vàng dọn dẹp mọi thứ. And ran to the bus stop. Và ran to the bus stop và chạy ra trạm xe buýt. We were lucky to catch the last bus. Chúng tôi rất là may mắn để bắt chuyến xe buýt cuối cùng. And we arrived home very late in the evening. Và chúng tôi về nhà trễ vào buổi tối. Rồi xong cái bài này, chúng ta qua cái bài language focus. Trong cái bài này á, language focus của chúng ta là chúng ta học về modal verb của could với with, câu điều ước mà xài could nhé. Could là có thể. Rồi cái thứ hai đó là thì past simple, thì quá khứ đơn với with, quá khứ giả định đó nha, câu điều ước. Nói chung bài này học về câu điều ước, học lại câu điều ước. Cái thứ ba là giới từ chỉ thời gian in on us, in on us, rồi for, since, till, until, before, after, up to, between and. Rồi cái tiếp theo đó là trạng từ chỉ kết quả với so, so that, so là vì vậy, so that là để mà. Bây giờ câu bài số 1 của chúng ta, trang 28, chúng ta viết câu điều ước nha. What do these people wish? Là mọi người ước cái điều gì? Chúng ta dựa vào cái hình và dựa vào cái từ người ta cho để chúng ta viết. Ví dụ câu A này, ba ước là ba có thể có một xe đạp mới. Bởi là ba wishes, bởi vì ba là chủ ngữ số ít cho nên wish thêm s vào và wishes. Và can chuyển thành could. He could have a new bicycle. Ba wishes he could have a bicycle. Câu B là hoa có thể đi thăm bố mẹ. Vậy là hoa ước, hoa wishes cô ấy có thể đi thăm bố mẹ. Ha, wishes nha và could nha. Hoa wishes she could visit her parents. Rồi câu C là tôi đỗ kỳ thi. Vậy là tôi ước tôi có thể đỗ kỳ thi. I wish I could pass the exam. I wish I could pass the exam. Và câu D, chúng tôi ước là trời không có mưa. Ở đây chúng ta xài quá khứ giả định. Chúng tôi này, we wish it didn't rain. Trời không có mưa. It didn't rain. Bởi vì đây là câu phủ định của thì quá khứ đơn hoặc là quá khứ giả định, chúng ta phải xài didn't. Câu tiếp theo, câu E đó là anh ta ước anh ta có thể bay này. He wishes he wishes he could fly. Câu F, họ ước họ có thể ở Huế. They wish they could stay in Huế. They wish they could stay in Huế. Rồi xong cái bài bài này, chúng ta không, bài 230 đó là cái bài liên quan đến giới từ chỉ thời gian. Hãy nhìn vào lộ trình của ông Thanh cho chuyến đi công tác ở Singapore. Hãy hoàn thành câu sử dụng giới từ trong hộp đây. Rồi lịch trình của Lê Huy Thanh. Thứ hai, ngày 20 tháng 9, khởi hành từ Hà Nội vào lúc 2 giờ chiều đến Singapore vào 6 giờ 30 chiều. Rồi thứ ba này, thứ ba ngày 21 tháng 9 họp nè. Rồi họp 11 giờ sáng ở trung tâm Raffles. 11 giờ sáng tới 1 giờ chiều hả? Ăn trưa ở nhà hàng Lion City 1 giờ 30 tới 2 giờ chiều. Và thứ tư ngày 22 tháng 9 thầy họp họp tiếp mà 2 giờ 15 phút cho tới 7 giờ tối, ăn tối ở nhà hàng Little Dinner 7 giờ 30 tới 10 giờ đêm. Vào Thursday là thứ ba ngày 23 tháng 9 khởi hành từ Singapore nhá, 9 giờ sáng và đến Hà Nội 11 giờ 30 sáng. Rồi vậy thì chúng ta dựa vào đó chúng ta điền như sau. Chúng ta có at, till, on, after, up to, between. Mr. Thanh rời Hà Nội vào lúc 2 giờ chiều. Ông ấy đến Singapore vào buổi tối thứ hai thì on. Buổi tối thứ hai là chúng ta sẽ on rồi. Rồi vào buổi sáng thứ ba có một cuộc họp từ lúc 11 giờ sáng cho tới 1 giờ chiều và là between. Ở đây có and giữa hai cái khoảng thời gian, chúng ta sẽ between and. Vào ngày thứ tư thì Mr. Thanh có cuộc họp appointment, cuộc họp cho đến 10 giờ. Có đến 10 giờ đêm. Rồi ông ấy quay trở về khách sạn sau 10 giờ. After là sau. Ông ấy sẽ ở Singapore từ thứ hai cho đến, cái từ up to là cho đến Thursday là thứ năm. Rồi sang cái bài 3. Bài 3 nè. Điền giới từ on, up, in, for. Goodbye, see you on Monday. Tạm biệt, gặp bạn vào thứ hai nhé. Câu B, xe buýt đón chúng tôi vào lúc 5 giờ vào buổi sáng sớm. In the morning. Thời gian là sẽ ắt rồi. Chúng tôi luôn luôn đi về quê ít nhất là một lần vào mùa hè.
In the summer, mùa là sẽ in luôn. Chúng tôi đi bộ trong vòng trong nửa tiếng đồng hồ là thời gian là chúng ta sẽ for này để đến cái thác nước to reach the waterfront. Câu em, bọn họ lên kế hoạch có chuyến đi vào tháng 6. Cô ấy rất là thích xem những vì sao vào ban đêm là sẽ ất. Rồi sang bài số 4 trong 31 là liên quan đến phần mà sâu, sâu đó là vì thế vì vậy này. Hoa làm việc chăm chỉ, vì vậy cô ấy đỗ kỳ thi, tức là học hành chăm chỉ, vì thế cô ấy đỗ kỳ thi. Câu số 2, trời nóng vì thế chúng tôi bật điều hòa. Nga bị ốm ngày hôm nay, vì thế cô ấy sẽ không đi học. Na thức dậy trễ, vì vậy cô ấy không có thời gian ăn sáng. Cái camera, cái máy ảnh mới không có hoạt động, vì thế bà Robinson mang trả nó cho cửa hàng. Ok, cái bài số 3 là hết.